I've been writing on a page everything I wanna say, but can't find the inner strength to call you. Put your number on the screen, craving you like nicotine, but I just can't hit the green and call you. So I guess you'll never know just how far I wanna go. Just jump right through this phone and see you. Every time I turn around, I can see you in the crowd, and I swear that I can see you see me too. Baby, you can save my life. You can get me high. You can take me anywhere tonight. The radio feels loud. There's magic in the sound, and we can take it anywhere tonight. Team building hôm nay thì có mang chủ đề là Teamwork Make Dream Work. Thì mong là mọi người sẽ cùng có những khoảnh khắc đáng nhớ và vui vẻ bên nhau. Đã lên thì lên cả đồ chứ, để một mình chị lên đây. Baby you can save my life. You can get me high. You can take me anywhere tonight. Hôm nay rất vui khi có sự góp mặt của team miền Nam là toàn thể khối sản xuất. Rất mong là mọi người sẽ có một buổi team building thật vui, thật máu lửa và hết mình. Làm sống sản xuất. Cùng với Lex, chúng ta được làm công việc mà mình đam mê, được làm ra những chiếc váy xinh khiến hàng trăm nghìn, hàng triệu những người phụ nữ Việt Nam trở nên đẹp hơn, yêu đời hơn, rực rỡ hơn, được cống hiến cái sự sáng tạo cũng như là cái sự khéo léo, cái trí thông minh của chúng ta cho khách hàng của mình. Và chị cũng biết là suốt 2 năm vừa rồi, chúng ta chưa có thời gian, chưa có cơ hội để cùng nhau đi du lịch bởi vì dịch Covid, mọi khó khăn đều xảy ra. Và hôm nay, ban giám đốc rất tự hào khi mà có thể tổ chức cho mọi người một chuyến đi chơi tràn đầy nụ cười, tràn đầy niềm vui và rất là ấm áp. Một tràng vỗ tay thật lớn và những nụ cười thật tươi để chúc mừng sinh nhật các thành viên của Lam vào tháng 7, tháng 8. Chị lúc nào cũng thích cắm hệ thì xin thân cảm Bảo Thanh, luôn là niềm tự hào và bằng thiết kế em nhé. Wow. Chấm ạ, xếp chấm ạ. Rồi, xếp chấm.